kênh Hoa Lan Cần Thơ. Xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 18 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 19 tháng 7 năm 2023. Đó thì hôm nay mình tiếp tục mình xả hàng cho cả nhà mình luôn nha. Đó thì cơ hội này là các cô chú anh chị mới tập chơi đó, mà mình chưa, trong vườn mình chưa có, mình muốn sưu cạch sưu tầm thì mình cái cơ hội này mình sưu tầm về để mình chăm cây là rất là ok luôn. Cái thời tiết nó cũng thích hợp đó, và vào cái mùa mưa thì hiện tại bây giờ đang bão đó, nhà mưa quá trời, ở miền Nam đang mưa ngày quá trời luôn, mưa đêm mưa ngày quá trời mưa luôn. Thì cả nhà gắng cố gắng nghe dùm, thì mình cũng gắng cố gắng mình nói rất là lớn để cho cả nhà mình dễ nghe đó, tại vì mưa lớn quá. Thì hôm nay mình tiếp tục mình xả cho cả nhà mình đó, là tất cả những dòng lan phần đều ra rễ ổn định và trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho cả nhà mình đó. Thì ở đây mình đóng hàng là nguyên móc nguyên chậu, đóng cái giá thể không rớt ra ngoài luôn, cố định chậu mình dây rút vô thành thùng về, mình cả nhà mình nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Thì ở đây mình đóng hàng rất là kỹ nên cả nhà mình rất là an tâm cái phần đóng hàng nha. Đó thì hôm nay mình tiếp tục mình xả cho cả nhà mình. Rồi sau đây mình cũng xin vô chi tiết phát hình, không để cho cả nhà mình chờ lâu, cũng rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị mình. Đây mình lên một cái con trâu hình số 1 của con trâu Thái nha. Đó. Một con trâu Thái. Về cả nhà mình chăm, mình về mình chăm khéo là tết mình chơi hoa luôn. 90k hình số 1. Hình số 2 là dáng hương đuôi cáo, rất là đẹp cả nhà. Hôm nay mình hạ giá cái chậu này cho cả nhà mình, ai có muốn sưu tầm vô sưu tầm nha. Cái cậu này, chậu này ghép cái thế này rất là đẹp luôn. Đó. Cây là cây trưởng thành hết nha, cây nào cũng có ngầm hoa cũ hết, cây trưởng thành hết luôn. Đó, rễ cả nhà mình khỏi bàn luôn, rễ là cả nhà mình nhìn ra là nó xanh mướt hết trơn, còn ra rễ nữa chứ không phải bao nhiêu đây thôi đâu nha. À, có số rễ nó ăn nó đường dữ luôn. Đó, rất là đẹp nha, cây trưởng thành hết, cây lớn hết, là ngầm hoa cũ là chi chích luôn. Rồi hình này là 180k thì cả nhà mình gắn cố gắng mình mua đơn hàng từ 250 lên mình sẽ bao cước cho cả nhà mình nha. Tại vì mình bán đơn hàng từ 250 lên thì mình lợi chấm được chừng vài chục ngàn. Đó, ở đây mình bán thì mình mới bao ship cả nhà mình được. Tại còn đóng thùng băng keo rồi các kiểu các thứ rồi đều mua hết cho nha, chứ không có gì hết. Thùng này là mình mua giá nó cao hơn người ta mua phế liệu gấp mấy lần rồi, tại mình lựa thùng mình mua chứ không mình không có lấy xô được. Đó, hình số 2 là dáng hương đuôi cáo nha. Đó, 180k. Này bớt 10.000 thôi chứ không bớt được nhiều. Cái hình số 3 là một cây cát. Cát này là cát một lá nha. Đó, cát này cát đại một lá. Hình số 3. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Cả nhà mình gắng cố gắng mua đơn hàng từ 250 lên bao cước cả nhà mình. Mà hàng của mình đặc biệt ở đây là mình trồng hoàn chỉnh cho cả nhà mình hết bằng vỏ thông. Đó, vỏ thông xử lý rất là sạch sẽ nha, cho nên về mình treo bên hơi chậu phi 16 hết luôn. Phi 16 với chậu phi 20 không à, ghép gỗ thì gỗ rất là chắc luôn. Hình số 3 90k. Đó, 90k cát đại một lá. Hình số 4. Hình số 4 là một cái cây hồng nhạn hoa màu hồng phấn. Đó, hàng gừng này nó không tránh khỏi lỗi lá gì đâu. Trong quá trình người ta khai thác vận chuyển. À, cả nhà mình nhìn rễ nó ra xương cá luôn nè. Chi chích chưa? Vì mình đóng hàng nó an toàn chứ để dài nữa mình đóng thì nó dễ bị chọc rễ đó nha. Rồi hình số 4 là 70k nha. Hồng nhạn. Rồi hình số 5 là một cái giò hoàng thảo voi. Rất là đẹp đó nha, rễ thôi khỏi phải bàn luôn. Chậu nào như chậu nào. Rễ là cứng chậu luôn. Chậu nào như chậu nào ấy cả nha. Mầm mày lên tua tủa hoàng thảo voi. Hoàng thảo voi 80k. Bán rồi thôi, có hoàng thảo voi cây gì bán 80.000 nè, bán cho cả nhà mình thiệt tình chứ. Bán hàng với hết đi đường luôn cả nhà, 80.000. Hình số 5. Hình số 6 là một cây chậu thiên nga 3 cây. Ai thích nhiều cây vô chốt chậu này. Đó, về mình chăm 70k hình số 6. Hình số 7 là một cây thiên nga hoa số 6, cây lớn.
90k đó. Ai chưa có thì cơ hội này để mình sưu tầm đó cả nhà, về mình tập mình chăm đồ này kia nọ cho cây đó. Rồi qua hình số 8 hải yến hoa màu trắng tím rất là thơm, 80k. Rồi qua hình số 9 cũng hải yến hoa màu trắng tím rất là thơm, 90k. Cây ra rễ u quay để trơn ra nè đó, cây thì khỏi phải bàn luôn, 90k hình số 9. Rồi hình số 10 là một cái giò hương vani rất là đẹp, dòng thân thòng này nó phải xuống hết lá vậy nè đó. Rồi cái giò hương vani này mình về mình chăm tết ngắm hoa nè, hoa rất là thơm luôn, mầm gốc rồi giờ đang lên tua tổ rồi nè đó, mầm gốc đang lên tua tổ luôn. Giò này là cây nó cao trên 1 mét luôn đó. Rồi 100k nha, hôm nay anh bớt cho cả nhà 10.000, 100k hình số 10. Rồi hình số 11 là cẩm cù. Cẩm cù này là vàng bông trang, cái màu vàng của cây bông trang á, cái màu nó màu vàng vậy đó, 100k nha, hình số 11. Hình số 12 là huyết nhung vàng. Huyết nhung vàng rễ mấy dòng này thì nó dễ lắm, đơn thân rễ gió mà ai vườn nắng nóng rồi là chơi này nè. Hoa nó là một bộ hoa nó dài gì nè mà màu đỏ cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp, tuyết nhung vàng. Đây cái dòng này lâu lâu nó mới có, mà cái cánh hoa nó đẹp lắm luôn, có hoa nó to gì nè chứ nó không có phải nhỏ đâu đó. Huyết nhung vàng là hình số 12 đó, huyết nhung vàng hình số 12, 80k, bán riết là cũng như bán hàng gờ vậy đó, 80k. Rồi hình số 13 nè, hai cây dáng hương đuôi chồn đó, dáng hương đuôi chồn. Nói chung hai cây này thì nó không được đẹp mấy đó, nó trong rừng nó không tránh khỏi sâu xia vậy nè, mình quay kỹ ai ưng thì hả chốt đó. Bán tương tác cả nhà mình chơi 70k hình số 13. Tuy nhiên là cây của nó rất là khỏe mạnh, hàng gừng thì nó vậy đó, nhưng mà nó rất là khỏe mạnh luôn, 70k. Hình số 13. Rồi hình số 14 là kiều tím miền Trung đó. Đây là mầm nó lên nè, cái nhà mình là mầm gốc nó lên nè, nhà thấy tụi tổ mà đây bắt đầu nhúm mầm gốc nữa nè đó. Bên đây là quay gì thấy ba mầm nè, một mầm nè, hai mầm nè, ba mầm nè, bên đây chuẩn bị nhú rồi nè đó, đang sưng nè, nghe động tay nè, bên đây là chuẩn bị nhú rồi nè, ở dưới đây là chuẩn bị nhú nè, nhà thấy không đó. Rễ thì bây giờ là bắt đầu là nó đưa xuống ấm chậu nè, nó bắt đầu đưa xuống ấm chậu, cái nhà thấy không nè, chính giữa nè, ở trên nè, bên đây nữa nè đó, rễ là khỏi phải bàn luôn, 100k hình số 14 kiều tím, trồng thuần sẵn không có giá nào mà rẻ như năm nay luôn cả nhà. Hình số 15 là nữ hoàng bóng đêm, một cái dòng hoa lan thơm vào ban đêm, hoa màu trắng nha, thơm vào ban đêm, càng về khuya càng thơm. Về cả nhà mình tháo mấy dây này hoặc là mình đóng hàng mình sẽ tháo cả nhà mình, còn đóng hàng mình để về mình đóng hàng mình cố định cho nó an toàn, còn về cả nhà mình tháo ra nó bung tròn luôn, tại rễ nó ăn cứng ngắc ở dưới chân rồi, rễ nó ăn xuống tới đáy chậu dưới á, à, ăn tới đáy chậu ăn ra ngoài luôn nè, thấy không, mình không có nói tầm bậy. Hình số 15 là nữ hoàng bóng đêm, 80k, bán rẻ sập sàn luôn. Rồi một cây chậu thạch thọc tía, một dòng hoa lan vừa làm hoa lan vừa làm thảo dược nha đó, một chậu lùm phi 16 gì, 110k hình số 16. Hình số 17 là cũng thạch thọc tía, 110k chậu lùm gì nè, bán cái giá này là bán lỗ luôn đấy cả nhà, tại cái này là nó không có rẻ tiền đâu. Hình số 17. Rồi hình số 18 nè, hình số 18 là tam bảo sắc hoa vàng hình thác đổ, hoa như hoa hoàng nhạn rất là đẹp, nhà mình nhìn thấy hình thác đổ nè, để mình móc lại cho cả nhà mình thêm, rất là đẹp, cây lớn không nè, chứ không phải là cây nhỏ. Hình số 18, 90k, trời ơi ghép thằng cái khúc gỗ này nặng chịch luôn, bán nhiều 90.000 bạc, thuần sẵn ra rễ ok, rễ nào nhú nè, nhú nè, nhú nè, nhú nè,
nó rất là đẹp luôn. Cây dầm lá xếp bằng lá ngắn chứ không phải là lá lướt nha, lá lướt là lá dài sọc yếu xìu à. Hình số 18 90g rồi, hình số 19 nè, 19 là cái combo nè. Combo là một cái san hô nằm đó, hoa đó nè, hoa đó thì nhỏ thôi đó, hoa đó nhỏ thôi cả nhà, chứ hoa nó không có bự nhưng mà hoa nó đẹp nha, ở ngoài hoa đẹp lắm luôn đó. Đây nụ nè, đây nụ nữa nè, là còn mấy cây kia bắt đầu chuẩn bị ra nữa đó, bắt đầu vô mùa hoa của nó rồi đó. Đây một giò nè, san hô nằm nè, đây một giò, một chậu kiều dẹt, kiều dẹt thấy vậy với cái mầm này lên rồi, nó lên thêm mầm nữa là rất là đẹp luôn á, chứ không phải là ấy nào rễ nè. Giờ mình đóng hàng đó cùng ghiêu đây nè, về cho cả nhà mình, đó là cây an toàn luôn đó. Kiều dẹt thì cái lá nó mỏng, nó ship hàng thì cái lá nó sẽ dễ bị hư nha, là mình nói luôn, mình lấy hàng của người ta cũng vậy đó. Một nguyên một cái combo này bán cho cả nhà mình nhiêu, hai chậu bán cho nhà mình 90g, hình số 19 90g hai giò. Rồi hình số 20 là lan câu mực, dòng đơn thân gãy gió rễ khỏi phải bàn luôn nè, rễ thôi khỏi phải, nói, nói chung là giò nào như giò nấy. Rồi lan câu mực 80k hình số 20. Hình số 21 là còn một chậu, còn một chậu cuối cùng đen vô xuân đó, một chậu cuối cùng là cái chậu đẹp cực kỳ đẹp luôn đó, còn một chậu màu duy nhất 120k. Cả nhà mình gắng cố gắng mua đơn hàng từ 250 lên mình sẽ bao cước cả nhà mình nha, gắng cố gắng mua đơn hàng 250 lên mình bao cước cả nhà mình. Hình số 21 đen vô xuân đó, 120k, cực kỳ đẹp, rễ là khỏi phải bàn luôn, rễ cả nhà mình thấy xanh dờn một nồi không đó, rễ đang cứng chậu luôn rồi đó. Hình số 21 120k đen vô xuân, hoa màu trắng tím rất là đẹp. Rồi hình số 22 là một cặp gâu hùm đó, cặp gâu hùm, một cặp gâu hùm 100k luôn, rồi bán tương tác luôn. Hình số 22. Rồi hình số 23 là một cặp mặt xuân đó, một cặp mặt xuân này 110k, một cặp mặt xuân. Hình số 23. Rồi hình số 24 là một cây mặt xuân, một chậu mặt xuân mảng lá lớn thân lớn 100k, quá rẻ luôn cả nhà, 100k. Hình số 24. Rồi hình số 25 chuẩn bị trồng lan rồi, nữa mình trồng lan quay cho cả nhà mình xem. Hình số 25 là cẩm cù, nó cánh hồng nhạt nhụy đỏ nha, rất là đẹp, đọt đi mê nhanh lắm luôn, nhanh lớn lắm, chắc 100k. Hình số 25. Rồi hình số 26 là ba cây đuôi chồn, chồn ha, mà người ta bán một cái cây mà người ta nói nguyên bản mà một cây như vậy, một cây lớn vậy nè, cái cây nó lớn chưa bằng cây này nữa, theo mình nghĩ là nó chưa có bằng cái cây của mình ở đây nữa, là người ta bán gần cả 100.000 một cây đó, ta bán một cặp là tới 180-190.000 một cặp, hai cây thôi đó, là chưa có thuần vậy chứ, nó nguyên bản vậy chứ, nó về nó cũng hư rễ, mình cũng xử lý lại chứ. Ở đây mình bán cho cả nhà một chậu này 150.000 này, gắn cố gắng mình mua đơn hàng từ 250 lên mình bao cước cả nhà mình luôn, tiền cước đi một chậu giờ là đi nhanh là 48.000 đó, còn hai chậu là ba chậu là người ta căng khí, người ta nhân lên nữa đó, chứ không phải là một đơn hàng nào cũng 40 mấy ngàn đâu, tùy theo đơn nặng đơn nhẹ, nặng càng nặng thì càng có đơn hàng, nhiều khi mình ship cho cả nhà mình là nhiều khi 70-80 ngàn, 100 mấy ngàn là chuyện bình thường luôn đó. Đây nó nhiều chậu, nó nặng. Rồi hình số 26 là dáng hương đuôi tròn, ba cây lớn bự bành bung, là nào một lá của nó nè, cả nhà mình nhìn nè, bề ngang nó tầm có khoảng chừng 3 gang tay đó, hai lá nha, bề ngang có hai lá là tầm khoảng 3 gang tay đó, tầm khoảng 3 gang tay, nhiều khi không hết luôn đó, 3 gang tay là không hết luôn, 3 gang tay là mình tính bình quân đó, 3 cây lớn nha cả nhà, rễ cứng chậu khỏi lo, 3 cây tròn lớn 150.000, gắn cố gắng mua đơn hàng 250 mình bao cước nha. Hình số 26 150 giá hương đuôi tròn. Rồi hình số 27 nè. Hình số 27 là hoàng thảo kim thơm, dòng hoa lan này đáng sưu tầm đó. Hoa to nè, hoa to mà hoa cực kỳ thơm luôn, bây giờ nó đang chuẩn bị, nó sưng mắt dữ lắm luôn, đang chuẩn bị hoa sổ hoa đó. Đang chuẩn bị xuống lá chờ hoa đó. Tại mưa quá mình không đưa cái điện thoại ra cho ngoài được chứ.
nó sưng mắt hết trơn rồi, chuẩn bị hoa đó cả nhà. Có nguyên cái chậu này toàn là thân tơ không, ở nhà thấy cái nguyên cái chậu lùm luôn. Cây cao là trên 3 gang đó nha, cây cao là trên 3 gang, trên 60 đó, gần 70 đó. Rồi chậu này bán tương tác cả nhà, bữa nay mình bớt nè, bán cả nhà mình 180 nha. Gắng cố gắng mua đơn hàng 250 lên bao cước cả nhà mình. Hình số 27 hoàng thảo kim tho. Rồi hình số 28 nè. 28 là tiểu hoàng đỏ hay gọi là gián thu. Đó, tại mình bán từ đơn về cho cả nhà mình, nhiều khi mình muốn sưu tầm một chậu thì mình sưu tầm một chậu. Đó, tiểu hoàng đỏ hay gọi gián thu 60k. 60k là tiền hàng, tiền chậu với tiền phân thuốc, chứ mà tiền vỏ thông này là lạng quạng không đủ luôn. Đó, hình số 28 60k. Rồi hình số 29 là tiểu hoàng đỏ hay gọi gián thu. Đó. 50k hình số 29. Rồi hình số 30 nè. Quẩy rồng Bắc Cạn cực kỳ đẹp. Ghế thì ok cho cả nhà mình khỏi lo. Đây nhảy con tùm lum bên nhóc hết trơn nè. Quẩy rồng Bắc Cạn. Đó. Hình số 30, một cái giò khúc gỗ nè, bao chắc luôn. Khúc gỗ này nó nặng, cực kỳ nặng. Càng xuống nước càng chắc. 100k. Hình số 30, hình số 31 cũng là quẩy rồng Bắc Cạn. Khúc nào như khúc nấy nó đẹp mê ly coi nè, mầm nó nhảy thôi dễ ăn ra ngoài luôn. Nè. Mầm nó lên, không tưởng tượng nó cái giò này là quang năm là nó lùm luôn. Không chừng giáp khúc gỗ luôn đó. Khúc gỗ này nặng, cực kỳ nặng nè. Gỗ là cây lớn chắc không, hình số 31 100k luôn. Gắng cố gắng mua đơn hàng 250 bao cước nha. Rồi cái nhà mình xem nè. Đó. Hình số 32 nè. Đùi gà tròn. Đó, đùi gà tròn đặc sản của Cao Bằng. Đó. 80k, bữa nay mình hạ cho cả nhà mình đó, cho thử có ai sưu tầm không. 80k. Hình số 32. Hình số 33 cũng đùi gà tròn. Này là cánh tím họng mắt nhung đen rất là đẹp. 80k hình số 33. Rễ khỏi phải bàn luôn. Mầm thì tua tủa luôn. Đó, chậu nào như chậu nào. Hình số 34. Bà liễu xưa. Đang nụ nè. Còn ra nụ nữa nha. Chơi cái này xong mà tới thằng này ra nè. Thằng này ra chơi hoa xong là mầm gốc nhảy lên tiếp luôn. Chậu phi 20 trồng hoàn chỉnh qua thông về khỏi làm gì hết. Đó, hình số 34. Bà liễu xưa. Hoa rất thơm bền hoa mà sai hoa. 140. Chỉ bớt được vậy thôi, không gì không bớt được nữa. Cả nhà mình gắng cố gắng mua đơn hàng 250 lên bao cước nha. Rồi hình số 35. Ben soda xưa. Cây rất đẹp. Mầm này lên cái nữa là tròn tàn luôn. 150k. Cũng là hình cuối cùng. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình có một số mặt hàng gửi đến cho các cô chú anh chị mình. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị mình. Cả nhà mình ai người nào chốt bên đó liên hệ trực tiếp với mình. Có số điện thoại trên tiêu đề cũng là cái số Zalo. Đó, kết nối Zalo mình đặt hàng nó dễ hơn. Hoặc là mình nhắn tin trò chuyện nó dễ hơn. Đó. Rồi cả nhà mình ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.